Rồi, xin chào anh em. Hôm nay bonsai VN thì tiếp tục là chia sẻ với mấy anh em về một cái kỹ thuật là chúng ta chiết cành. Thì chiết cành có rất là nhiều loại chiết cành mấy anh em. Chúng ta có thể là bó một cục đất thịt như thế này, hay là chúng ta có thể là bó một cái bầu đất, chúng ta chiết cây chúng ta cắt gọt đó, nhưng mà tùy cây. Thì hôm nay là hay chúng ta phải bó lục bình, nhưng mà điều kiện của mấy anh em mình ở xe là không có những cái lục bình gì hết đó mấy anh em. Đấy, thì điều kiện của mình không có một cái lục bình, thì hôm nay là bonsai VN là dùng một cái bông gòn trong cái y tế để chúng ta chiết cái cây mai chú thị cái mai hồng mộc mai này. Thì hôm nay là đã đúng là gần chưa tới 2 tháng anh em. Thì bây giờ nó đã bật lọc. Đấy. Nó đã bật quên xin lỗi mấy em, là nó đã bật rễ ở dưới đây nha mấy anh em. Ông Dương như lấy tay ấy xuống cho cháu coi thử, lấy cái kia đi xem cho cháu. Nó đâm rễ nè. Đâm rễ ra. Thì kỹ thuật này ông Dương ông chia sẻ mấy anh em mình hôm nay là được ông qua ông xử lý luôn. Ông Dương cắt cho mấy anh em xem luôn Dương. Cắt hết luôn. Thì ông Dương này ông chia sẻ ông làm mấy cái cây đó. Bây giờ mấy anh em mình nhìn nè. Rễ nè. Nằm bên trong mấy anh em. Tiếp tục. Cắt hết. Cắt hết cái cành luôn mấy anh em. Cắt hết luôn Dương, từ từ đem ra coi rễ sau. Coi nó bị kẹt đâu rồi, coi nó đi. Đấy. Dạ. Thì đây. Mấy anh em mình nhìn thấy cái bờ rễ nó nè. Đây. Rễ đâm từ trong thân nó ra nè mấy anh em thấy không? Thấy đâm không? Bên dưới đây em gì nè. Dưới đây nè. Đấy, rễ nó đâm từ trong nó ra thì tiến hành là chúng ta dăm xuống đất rồi sống khỏe mạnh. Thì mấy còn mấy cái kia nữa. Đấy, thì mấy anh em thấy cái cách chia sẻ cách của ghép cái, không phải ghép mà chia sẻ cái cách dăm chiếc cái hồng mộc mai này rất đơn giản. Và anh em ở thành phố cũng có thể làm được nha mấy anh em. Ui, rễ nó nhiều quá, chiếc. Đúng không? Mấy anh em thấy rễ nó không? Nè. Những cây này quá nhiều luôn, quá để ra đây mà không kiểm tra vội chứ đây. Đó mấy anh em thấy không? Rễ nó nè. Tôi đâm từ trong cái ụ mùn ra rồi rất là đẻ mấy anh em ơi. Đó những cái có những cách mà chúng ta làm nhanh gọn nhất mấy anh em để chúng ta dăm chiết cái cây hồng ngọc mai này cực kỳ nhanh, hiệu quả luôn. Không cần phải bó cái đất rồi vô làm gì hết, cây nào có rễ hết mấy anh em. Đây rễ nè. Rễ nằm đây nha. Đây. Đâm nhiều quá nhiều mấy anh em ơi. Như vậy nếu mà muốn dâm trước cái hồng ngọc mai này thì bảo đảm với mấy anh em ra rất là nhiều mấy anh em. Đấy, rất là nhiều rồi, rễ quá nhiều luôn. Đây nè, đó, ui đâm rễ đó. Ui đâm rễ đây. Dừng để cho mấy anh em xem trong hốc bên trong. Cho cái đây quắn lỡ nhiều quá. Trong đây này nha mấy anh, đó rễ trắng trắng phiếu ha, mấy anh em đâm vào trong đó không? Rồi ok mấy anh em. Đấy. Thì cái cách này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta bó lại, chúng ta dùng cọng thiết chúng ta cột lại, anh em nào xem video á là sẽ thấy thôi. Đấy. Dạ cắt lớn luôn. Đó mấy anh em thấy không? Đó. Em thấy không? Những cái nhánh lớn như thế này mà nếu chúng ta chiết á, ui rễ quá nhiều nè, đâm trong đây ra. Để trong đó, đâm trong đó. Cột trong đó. Thôi đừng có dở ra nó hư. Đừng có dở. Nằm phía dưới. Dính nè. Đấy, dính thế đâu. Rồi mấy anh em thấy không? Ông Dương lật cái mặt lên thấy cái nhánh của hồng ngọc mai này nó ưa nó dễ rễ. Mấy anh em thấy rễ không? Rễ đâm trong thân rất là nhiều nè, mấy anh em thấy không? Thế như vậy chúng ta chỉ còn bó cái lượng vải ẩm và nước đua đủ là cái cây này nó sẽ ra rễ vô tư mấy anh em. Đấy, còn có một số anh em ta cắt cái nhánh ta dăm xuống vẫn được nhưng mà nó yếu sức nha mấy anh em. Ui dạ dạ. Quá nhiều. Thì đó, thì nên mấy anh em mình có thể là cắt cái nhánh hồng ngọc mai chúng ta dăm xuống được. Nhưng mà điều là cái lâu và nó mất sức, nó không có hay. Thì bonsai VN chia sẻ với mấy anh em là cách chúng ta dăm chiết cực kỳ nhanh và hiệu quả này. Dừng nắm giùm cháu cái đây để cho mấy anh người ta xem rễ nó đâm từ trong đó ra nè. Đấy mấy anh em thấy không? Nó đâm từ trong cái những cái ủ đây, đây trên phía trên mặt đây đó, mấy anh thấy không? Đó, thì cái cách nào hiệu quả và nhanh chóng nhất thì chúng ta làm thôi, rất là cực kỳ đơn giản, đúng không? Dạ.
Thì cây này rất là dễ sống mấy anh em, nhưng mà chúng ta ỷ lại chúng ta cắt cái nhánh này chúng ta dâm xuống á, thì lúc này nó sẽ khó hơn, nó yếu sức, nó không có hay, thì buộc chúng ta phải làm những cách này, nó không có tốn thời gian, chúng ta chỉ cần là dùng một cái miếng bông y tế, chúng ta nhúng nước, chúng ta cắt ra từng khúc và chúng ta bó lại, dùng một cọng kiểm chúng ta quấn xung quanh là ok mấy anh em. Đấy. Rồi như vậy là bonsai viên, cảm ơn mấy anh em về cái cách chăm chiếc này cực kỳ hiệu quả. Rồi, cảm ơn mấy anh em, chúc mấy anh em một ngày cuối tuần là vui vẻ nha. Đấy.